Đối với lễ hội, du khách sẽ được tham gia các hoạt động như trải nghiệm thu hoạch lê tay nung, giải đua xe bán tải địa hình, trình diễn dù lượn và giải leo núi chinh phục đỉnh Lào Thần với chủ đề chinh phục nóc nhà Y Tý. Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Bát Sát đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho du khách được tham quan, trải nghiệm sắc màu văn hóa các dân tộc. Qua đó sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút sự tham gia của nhân dân trong phát triển du lịch, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.